một hai cái chả mình vừa làm xong từ một cân thịt các bạn nhé. Các bạn nhìn này, màu rất vàng và đẹp, mùi rất là thơm nữa. Và bây giờ mình cắt ra cho các bạn xem nhé. Mình bẻ cong này, rất là dai và mùi rất là thơm, đủ của gia vị mắm, bột ngọt, nêm. Và mình mong các bạn hãy làm theo công thức này của mình nhé, rất là vừa ăn. Và mình bắt tay vào làm nhé. Đây là hai vị thịt lợn xay, mỗi một hộp là 500g. Hôm nay mình dùng hai hộp, trọng lượng tổng cộng là 1 cân với 5% chất béo. Các bạn có thể mua loại 15-20% chất béo cũng được, nhưng các bạn sẽ giảm lượng dầu ăn khi mình xay nhé. Nếu các bạn mà muốn ăn thịt ngon hơn thì các bạn có thể tự mua thịt về, mình hay dùng thịt đùi và mình xay với mỡ nhé. Thì các bạn cứ làm là 70% thịt và 30% mỡ thì món chả của bạn cũng sẽ rất là mềm và ngon. Còn các bạn mà muốn nhanh và tiện thì các bạn có thể mua thịt xay sẵn như mình này về làm cũng rất là ngon. Và đây là tất cả những gia vị, số lượng mà mình dùng cho 1kg thịt các bạn nhé. Đây là đường của mình dùng 1 tablespoon, tương đương với khoảng 16g. Dầu ăn mình dùng 4 tablespoon, nước mắm 2 tablespoon, bột khoai tây 2 tablespoon. Và đây là baking powder, bột nổi, mình dùng 2 teaspoon, thìa nhỏ các bạn nhé. Và đây là 2 teaspoon hạt nêm, và bạn có thể cho 1 thìa cà phê mì chính nếu bạn muốn nhé. Tiếp đến mình dùng 1 teaspoon bột tỏi và 1/2 teaspoon hạt tiêu. Các bạn có thể dùng cũng được, cũng không dùng cũng không sao, nó chỉ cho một chút mùi thơm thôi. Và cuối cùng là mình dùng đến nước đá. Nước đá này mình cũng cho sau cùng nhé, khi mà mình trong quá trình mình xay các bạn ạ. Và đây là hai cái thìa mình dùng để đong trọng lượng của gia vị. Đây là teaspoon là khoảng 5g ạ. 5g thì tương ứng với lại 5ml. Còn đây là tablespoon là 15ml, cũng tương ứng với 15g, nhưng mà tùy vào độ nặng nhẹ của gia vị nhé. Thường là mắm và đường thì là trọng lượng gia vị sẽ nặng hơn với lại bột, nên là mình ước chừng khoảng 15, 14, 15 và 16g. Cho những bạn nào mà không có cân hoặc là không có cái thìa đo trọng lượng này thì các bạn có ước chừng theo những dụng cụ nhà mình có nhé. Và các bạn cũng dùng cái công thức thịt này cho giò sống hoặc chả lụa. Thì giò sống hoặc chả lụa và chả chiên cũng giống nhau thôi các bạn ạ. Khác nhau là ở chỗ, ở cách mình hấp, mình rán hoặc là mình làm thôi. Nếu mà mình rán thì sẽ thành chả chiên, còn mình không, mình để nguyên thì mình sẽ làm thành món giò sống. Và mình đi hấp bọc lá chuối thì có thể thành chả lụa, nó không có gì khác biệt cả. Mình bắt đầu cho mắm, đường, bột nêm và bột ngọt, dầu ăn, bột tỏi và hạt tiêu, bột nổi, bột khoai tây, và trộn đều lên nhé. Và bát nước đá này mình để dùng trong quá trình mình xay nhé, để vừa đảm bảo độ lạnh cho thịt và mình vừa để xem cái độ dẻo của giò khi mà mình đã cho dầu ăn và các gia vị. Sau đó mình cho tô thịt này vào hai cái túi ni lông nhỏ nhé. Các mình chia làm hai phần, mình dàn mỏng ra để cho vào tủ đá cho nhanh đông.
và mình cho vào khoảng từ 4 đến 5 tiếng tùy từng công suất của tủ lạnh ở nhà các bạn. Đây là hai bịch thịt mình đã dàn xong và mình cho vào tủ đá nhé. Sau 4 tiếng mình mang lên mình xay các bạn. Của mình sau khi gạt bỏ trong tủ đá ra khoảng 4 tiếng nó cứng như này đấy các bạn. Mình bắt đầu mình cắt nhé. Nếu mà dẻo các bạn có thể bẻ cũng được. Vì thịt của mình hôm nay không quá đông cứng giống đá, vẫn còn dẻo này thì mình cho vào máy quét, mình quét luôn. Mình nếu mà thịt của các bạn mà cứng hơn, đóng thành đá rồi thì các bạn phải cho vào máy xay nhỏ trước khi các bạn quét nhé. Bây giờ mình xay khoảng 2 phút cho thịt tơi ra và bắt đầu mình cho nước đá vào nhé. Và máy xay này của mình là 1000W nên là mình có thể xay được 1 cân thịt. Mình để đá xay cùng thịt thế này thì lúc nào thịt của mình cũng rất là lạnh. Và đầu tiên các bạn xay 3 phút với tốc độ chậm trước cho thịt nó tơi ra và bắt đầu tan. Sau khi mình xay được 5 phút rồi các bạn này, thịt của mình bắt đầu dẻo quét lên nhau và viên đá của mình vẫn còn. Thì mình sẽ, bây giờ máy nặng lắm, thì mình sẽ nhấc lên để mình tơi thịt ra để hép máy đánh nhẹ hơn. Và sau đó mình quét với tốc độ cao. Cái máy quét thịt này của mình quét rất là khỏe, 1000W và nó có 10 chế độ. Và trong quá trình xay các bạn nhớ, các bạn lúc nào cũng đảm bảo thịt của mình lạnh. Các bạn nhìn này, thịt nó rất là lạnh tô, vẫn còn đóng xương. Và bây giờ mình bắt đầu đi thử nhiệt độ của thịt trong tô nhé. Sau 8 phút mình xay, nếu mà nhiệt độ của mình khoảng từ 3 độ C trở xuống thì ok, thì là được các bạn. Đây thịt của mình rất lạnh và vẫn âm các bạn này, vẫn dưới 1 độ C, vẫn âm này các bạn. Mình tiếp tục xay nhé. Và mình xay thêm khoảng 5 phút nữa các bạn nhé, vẫn giữ ở tốc độ cao. Và bây giờ mình nhìn thấy thịt của mình đã kéo sợi rồi đấy, có nghĩa là được đấy các bạn. Mình bỏ ra mình check nhiệt độ và mình xong nhá. Và tổng cộng thời gian xay của mình từ 13 đến 15 phút. Và hôm nay mình xay này 15 phút các bạn. Và bây giờ thịt của mình vẫn còn 3 độ C, vừa đủ độ lạnh để mình mang ra ha, mình hấp và rán nhá. Nếu trong quá trình xay mà các bạn thấy tô của mình không còn lạnh nữa thì các bạn phải cho vào tủ đá và các bạn để cho nó đóng đá tiếp và sau đó các bạn mang ra quét nhá, nếu các bạn không có cái đo nhiệt kế thế này. Và bây giờ mình cũng chia ra làm hai túi, một túi mình sẽ nặn trước và một túi mình sẽ cho vào tủ đá để đảm bảo độ lạnh. Sau khi mình hấp xong cái thứ nhất, mình sẽ mang hấp cái thứ hai. Sau đó mình mang chả đi hấp nhé, đến khi nào chín. Khi chả thịt trở nên trắng là được khoảng tầm 7 phút các bạn. Sau đó mình mang ra, mình quét với lại dầu điều màu nhé. Mình không dùng nước hàng vì nước hàng nóng lúc làm chả của mình đen khi mình rán. Mình để thế này trong khoảng nửa tiếng nhé. Khi dầu điều đã ngấm vào chả rồi thì mình bắt đầu mang đi rán. Mình không cần để quá nhiều dầu ăn đâu. Và khi các bạn rán, nhớ các bạn nhớ là kê một cái gì đó, cái dĩa hoặc là kênh, cái đũa, không cho bề mặt chả dính vào chảo thì nó sẽ bị cháy và rộp. Nên là mình để thế này cho mỡ, cho dầu ăn có thể luồn qua được cái mặt dưới của chả để cho màu chả vàng đều và đẹp hơn, không cháy và không phồng. Và
các bạn liên tục lật đều hai mặt nhé. Và chả của mình đã rán xong rồi. Các bạn ơi, màu rất là đẹp và mùi rất là thơm. Bây giờ mình mang ra mình cắt thử cho các bạn xem nhé. Và các bạn nhìn này, mặt chả rất là mịn, có lỗ chỗ này, và rất là trắng, mùi rất là thơm. Các bạn cứ thử làm theo công thức này của mình nhé. Chả rất vừa ăn, không mặn cũng không ngọt, và rất là thơm đấy. Chúc các bạn thành công nhé.